Xin chào các bạn, các bạn có thắc mắc trên tay mình là cái gì không? Đây chính là chiếc máy cắt cỏ A2. Chiếc máy này có 3 ưu điểm là tiết kiệm nhân công và giảm bớt thời gian và sức lao động. Sau 2 tuần nghiên cứu và thử nghiệm và tiến hành thì nhóm mình đã có những định hướng phát triển cho chiếc máy là chúng mình sẽ phát triển về kích cỡ để cho chiếc máy nó to thêm và phát triển thêm về sức mạnh của motor, động cơ và tốc độ của xe. Chúng mình sẽ gắn thêm Bluetooth vào cái điều khiển như thế này để cho một cái điều khiển có thể điều khiển được nhiều hơn 10 chiếc xe. Thì bây giờ mình sẽ nói về nguyên lý làm việc của chiếc xe này. Thì máy cắt cỏ tự động A2 được dùng bằng viên con thỏ và có thể điều khiển bằng điều khiển. Máy được trang bị bởi 2 lưỡi dao ở hai bên. Còn về nguyên liệu của chiếc xe này thì ở trên xe bọn mình có dùng rất nhiều que kem đã được tái sử dụng lại để gắn vào các phần đỡ của con chip và các pin. Ở dưới thì sẽ là các cái motor để làm xoay chuyển được cái bánh xe. Và cuối cùng là bọn mình sử dụng đến cái bìa foam mix và để làm cái cánh để và trang trí chiếc xe này. Thì chiếc xe này có thể tiến hoặc lùi. Đây là tiến, còn vào đây là lùi. Các bạn có tin được không? Một người có thể điều khiển được 10 hoặc là có thể hơn 10 chiếc máy này đấy. Những bạn đam mê khoa học thì các bạn có thể chế tạo thêm những chiếc máy có thể giúp cho con người nhiều việc hơn, hoặc là một chiếc máy giống như chiếc máy của bọn mình.